Các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nhá. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tô màu nha các bạn. Vậy là mình tô màu xong chưa?
Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nhá. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin like, đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn.
Bên em tô màu xong chưa?